Đức, chỗ nào anh Đức? Trên đầu cái vùng mà gọi là đức tự chủ phát triển mạnh hơn, thì chúng ta tự chủ được của con người của chúng ta trong cuộc sống thì chính là chúng ta đã chiến thắng với bản thân mình rồi. Phục hồi chiến khi người ta đọc kinh kính mừng thì nơi nội tại của kinh kính mừng tâm sự sẽ giúp cho chúng ta càng dễ dàng chiến thắng bản thân mình hơn, chiến thắng những cơn cám dỗ hơn. Chính vì vậy mà không phải chỉ trong tháng này giáo hội mời gọi chúng ta năng đọc kinh phong vui, nhưng qua